Cô đang làm bánh bánh gì cô nhỉ? Bò dừa. Bò dừa. Ôi sao lại gọi bò dừa? Có bánh trao dừa không cô? Dừa ấy, gọi là đặt tên là bánh bò dừa. Không có trao dừa nhé dừa. Con nhìn lạ thế hả? Con xin phép làm thử một cái được không ạ? Được. Để nó biết quay không? Quay ạ? Quay thì làm rồi quay lên. Ôi nóng thế. Nóng lắm. Thôi chắc là em con không làm đâu. Sợ không? Cô con trai không cô? Không có con trai. Con trai cô lấy chồng chưa? À lấy vợ chưa? Lấy vợ rồi. À đăng ký con sầu xong bán bánh hộ cô. Xin gái thế. À thế là đây con thử nhá. Cái này là con không xoay hết đâu. Con sợ. Hai cái hả? Thật đấy. Ngon phết, ngon lắm, rất ngon. Nhưng mà cô bảo là con trai của cô có vợ rồi. Thế thôi, về.